Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có Xin chào các bạn, tôi đã quay trở lại rồi đây. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung về vụ Tịnh Thất Bồng Lai bị đập phá, đó là cô gái khiến Tịnh Thất Bồng Lai bị đại náo đã xuất hiện trở lại vào ngày hôm qua tại Tịnh Thất Bồng Lai. Chị Võ Thị Diễm My, 20 tuổi, người mà nhóm người đi tìm không gặp dẫn đến đại náo ở Tịnh Thất Bồng Lai đã xuất hiện, đồng thời đã trình báo cơ quan chức năng ở Long An. Cô gái nghi bị bắt cóc đã xuất hiện tại Tịnh Thất Bồng Lai vào đêm hôm qua ngày 31. Và sáng hôm nay ngày 1 tháng 11, chúng tôi trở lại Tịnh Thất Bồng Lai tọa lạc tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa ở Long An, nơi từng bị một nhóm người đại náo để tìm con gái của họ. Tiếp chúng tôi là một cô gái mặc áo đồ tu sĩ, chưa kịp mở lời cô này đã bảo: "Chắc mấy anh, mấy chú tới để tìm hiểu vụ ồn ào thời gian vừa qua và hỏi thăm cô My phải không?" Cô My đã làm việc với công an huyện để trình bày lý do vì sao cô ấy rời khỏi nhà. Gặp chúng tôi, Võ Thị Diễm My cho biết chị là người mà nhóm đại náo Tịnh Thất vào chiều tối ngày 24 tháng 10 để tìm. Khi biết tin gia đình đến đây gây mất an ninh trật tự, chị My đã từ Vũng Tàu về Tịnh Thất. Chị My khẳng định không có chuyện mình bị bắt cóc đâu. "Tôi không có trốn nhà đi đâu. Và trước khi mà bỏ nhà đi đó, tôi đã để lại thư nói là mình muốn được vào chùa tu. Trong bức thư tôi cũng ghi rất rõ tôi đã tên 18 tuổi. Có quyền quyết định cuộc đời và đi tu hay muốn làm điều gì cũng được, miễn sao điều đó không vi phạm pháp luật", chị My nói. Và cùng ngày, cũng nguồn tin từ công an xã Hòa Khánh Tây cho biết, đại diện hộ bà Cúc có đến công an xã đăng ký lưu trú cho chị Võ Thị Diễm My vào chiều ngày 31. Và theo thông tin từ công an xã Hòa Khánh Tây, đầu tháng 9 năm 2019, thấy con gái đột ngột vắng nhà nên bà Đoàn Thị Tuyết Mai, 47 tuổi, sau đó là ông Võ Văn Thắng, 46 tuổi, cùng ngụ phường Bình Hưng Hòa ở thành phố Hồ Chí Minh là cha mẹ của chị My, đã đến công an xã Hòa Khánh Tây gửi đơn báo là con gái của mình đi theo bạn đang sống tại một tỉnh thất trên địa bàn xã này. Hai lần công an xã đã kiểm tra và xác minh, sau đó đều khẳng định không có ai tên là Võ Thị Diễm My ngụ tại địa chỉ của bà Cao Thị Cúc này cả. Tuy nhiên, trưa ngày 21 tháng 10, do ông Lê Tùng Văn, 88 tuổi, đăng ký tạm trú tại tỉnh thất, liên lạc cho ông Thắng nói sẽ cho gặp con. Ngày sau gia đình lên gặp và đề nghị con theo về, nhưng cô gái tìm cách bỏ trốn khỏi nhà để ra Vũng Tàu ở, cho rằng Tịnh Thất cố tình che giấu và không hợp tác. Và khoảng 15 giờ 20 phút ngày 24 tháng 10, vợ chồng ông Thắng, bà Mai cùng nhiều người kéo đến Tịnh Thất lục soát, xảy ra xô xát và mất cắp tài sản tại đây. Ông Trần Văn Lành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa cho biết, hiện cơ quan công an vẫn chưa xác định được người nào trực tiếp gây ra thương tích cho một người ở Tịnh Thất Bồng Lai phải khâu bãi mũi, và cũng như chưa xác định được nghi can trộm tài sản như lời mà những người ở Tịnh Thất Bồng Lai đã nói. Và vụ việc đang được cơ quan công an huyện Đức Hòa ở Long An tiếp tục điều tra làm rõ. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Qua đây cho chúng ta thấy việc mà cô gái Võ Thị Diễm My mà trốn nhà để hay là bị bắt cóc đó là không hề có. Đó là cô ta đã trình diện và đã nói với công an rằng là cô ta bỏ nhà đi, có viết giấy trở lại đó, gửi lại cho cha mẹ. Nhưng mà cha mẹ của cô này thì giống như vẫn không tin con gái của mình là bỏ nhà đi, mà cứ nghĩ người ta dụ dỗ, cho nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Rồi, nếu các bạn thấy video này bổ ích, hãy chia sẻ rộng rãi để cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn vào cái nút đăng ký, nó nằm ngay chỗ này nè, để cập nhật các video mới nhất. Cảm ơn các bạn.